mẹ mày sân xấu thế. Cầu thủ ra mẹ hết bên kia ngồi. Set. Tỷ số hiện là 1-0 cho các cầu thủ Hải Phòng. Chắc nào phải mua ấy, gậy quay. Lên trên cao.
Smith. Smith chạy hơi cong đấy. Tỷ số hiện đang là 1-0 nghiêng về Hải Phòng anh Tưởng nhá. Đắc đang xem. Thằng Đắc. Đã được khoảng 10 phút rồi Đăng nhá. Cảm
chửi mạnh lên. Mình thắng 1-0 rồi Nam Con nhá. Phát làm cho nó xin lỗi chứ ạ.
Chào 128 người đang xem nhá. Gần 150 người xem rồi. Tỷ số là 1-0 nghiêng về Hải Phòng nhá. Dưới tay ra tí tao quay sang đấy. Căng chưa? Sợ chim mơ. Mày... Đức à? Đức. Qua tao bỏ. Nhìn số gì vậy? Đúng rồi.
Tỷ số là 1-1 cho cả hai đội. Mẹ thế tao càng được chơi free. Bỏ tắt nghe nhạc đi nhá. Tỷ số hiện đang là 1-1 nhá. Đã giao hữu rồi nên bảng tỷ số không bật. Hải Phòng áo đỏ. À, Hải Phòng áo xanh, còn Nam Định áo đỏ. Hải Phòng áo xanh lá chuối, còn Nam Định áo đỏ. Cơ hội cho Nam Định. Tỷ số hiện đang là 1-1. Tỷ số đang là 1-1.
Đức à, Đức à, xuống bỏ, xuống bỏ. Em vào em sửa lại, sửa rồi chữ hiệp một các kiểu. Nam Định đang được hưởng một quả đá phạt. Rất may mắn thủ môn của Hải Phòng đã bắt được quả bóng. Còn rất nhiều pin nha chủ tịch diễn đàn. Một cơ hội để có bàn thắng dẫn lên 2-1 của Hải Phòng. Thank you.
Tỷ số là 2-1 cho các cầu thủ Hải Phòng. Ai ghi bàn đấy? Joseph Mbande là cầu thủ nâng tỷ số lên 2-1 cho Hải Phòng. Là 190 người đang xem. Mình không nắm được đội hình ra sân bạn nhé. Tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Hải Phòng. Mắt tin được nó có đá bạn nhá. Thank you.
Thủ môn của Hải Phòng là Văn Luân nhá. Tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Hải Phòng. Số đang là 2-1 nghiêng về Hải Phòng bạn nhá. Tình huống phá bóng an toàn của các cầu thủ Hải Phòng. Trọng Hiếu không ra sân bạn nhé. Một tình huống lao ra xuất sắc của thủ môn Văn Luân. Tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Hải Phòng bạn nhé. Tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Hải Phòng bạn nhé. Oh, yeah.
tình huống rất nguy hiểm của các cầu thủ Nam Định, bóng đã chạm sang ngang. Tỷ số đang là 2-1 nghiêng về các cầu thủ Hải Phòng bạn nhé. Gần hết hiệp 1 rồi bạn nhá. Phong vừa bỏ lỡ một loạt cơ hội. Tỷ số vẫn đang là 2-1 nghiêng về các cầu thủ Hải Phòng. Kết thúc hiệp 1, các cầu thủ Hải Phòng đang dẫn với tỷ số 2-1. Nhiều một ngoáy hay vết luôn đấy. Đức à? Đức đâu rồi? Cứ nhìn Đức đâu? Ui giời, hay Đức à? Bây giờ đi to à? Vẫn biết là đi to à? Ui giời, thịt mẹ ảo không chịu được sướng, thịt mẹ ảo. Vừa khen câu với ông truyền. Đức à? Đức, ghi cái hiệp 2 đi. Xong anh vào anh chở bình luận nữa. Thì mẹ đang nai thì mẹ cứ hỏi thì mẹ đấm mồm.
hai người làm một người like người giữa xét Mbappé mặc áo tên thì rõ là hai như Mbappé vừa làm chưa phẩm hết chưa phẩm chưa phạt chưa nhưng mà đám pen trượt là béo ăn thua đấy thằng nào nó đi vào ba người pen chặn Sài Gòn đấy đấy cãi với tao là Sài Gòn ăn đê giúp pen trận Sài Gòn cái hôm mà ông ấy phút đá về ấy cái bao là cái đầu người bảo bao có gì mẹ đéo với nhỉ đúng rồi quay lên đồn đã chung vậy bài dương cái thằng đồn bài dương với thằng cái gì Nguyễn Trọng Nhân Trọng Nhân hay thằng Dũng Tài chứ Trọng Nhân Phang ê cái gì bị mặc áo đang ngu vẫn là Martino à ý đi mặc áo em làm quả như hữu phúc ấy. Hay thế nhỉ, không chế bóng được ấy. Đúng giải hạng ba của Thái về rồi. Không chế bóng được á. Thôi thì cái ông Tân thì chung ngôi làm lại nào. Mười tám tháng mười sáu ai học bên trái này có thằng này là cái gì người ta gọi tắt tên tiếng Việt bây chợ đang cặp với Lê Văn Phu đấy chưa đi Lê Văn Phu đi à chúng mày xuống dưới tầng 1 trực chân của bóng là bay trên tầng kiếm quả xuống khán đài C kìa xuống khán đài C quá đây bao tối mẹ ơi ở đây đôi xia bố cái đôi xia đây Leo nữa à chiếc tài mày mày nhiều à mày hàng truyền như V-League cánh trái cú mở xe lại đi xe lại đi hiệp hai nói chung là cái đội hình này thì mẹ hà phải giỏi thì đứng giữa bảng mà không thì mẹ hà phải trụ hạ thành công luôn cái cánh nữa thì ba thằng lại phân bóng vào ngoài khác à Chúng ta không tiến được cái tiền vệ vào. Xin chào bà con.
Mình là Huy tổng lái nhá. Và đâu đua. Thì mày im lặng để anh Phát lấy tiền đi đồ sơn. Bao người theo à? Địt mẹ ao. Tại vừa người xem, vừa 150 mà. Vừa lên 200 rồi kìa. Thế mà còn bỏ 3.000 được xem anh ạ. Thì trả 3.000, chẳng qua là cái mức mức cao nhất là 200 thôi. Bắt cái bùi bằng Lukaku của sân Đương Anh được đi mẹ. Riêng Trung Vũ để làm lại nào. Ngon. Búp vào tiền đạo Hải Phòng. Phó chủ tịch xe nên diễn đàn nên phó chủ tịch ấy. Hậu và Hậu Môn. Hậu ăn đột. Trái. Mẹ xuống người bỏ tao đố mày nữa được á. Việt đấy mới đá chân thôi.
Quốc ông họ uống xe ăn cái đã lên 70 là xem rồi. Ô, có 70 xem 70. Tỷ số vẫn là 1-0 à 2-1 anh Hậu nhé. Đấy ghi bàn đấy. À chọn cái này đó. Quy đê, quy đê. Chọn cái lồn. Không có sự kiện bò đâu. Quán đấy. Đi về chơi. Mấy thằng Tây ngố. Đi mẹ ăn thì vẫn đá. Bính bóng ghi bàn. Ngang với mấy quả ai quán cũng tưởng quán Việt vị quán chứng mẹ lại. Quán đi phong 2-1. Đẹp luôn. Thằng nào tao cũng kết bạn với thằng Tú mà. Nó xanh. Ra mẹ biên. Địt mẹ cánh kìa. Dậy cho mà đá. Một tình huống bỏ lỡ các cơ hội của các cầu thủ Nam Định. Thế trận nâng cân bằng vẫn nhá. Vừa mới ăn hồng xiêm. Anh Lê Nguyễn ở ngoài đá không nhỉ? 3-4 thằng Đức à? Đưa anh Đức. Anh Lê Nguyễn đá không? Anh Lê Nguyễn đá không? Anh Lê Nguyễn đá không? Corona. Cố. Cho cái thẻ vàng. Chúa đó cái thẻ vàng. Quá gà. Cố tình đá với bố à. Tội này tử hình. Cái thằng ấy vẽ sạc sạc. Đi đâu. Ô, Casemiro này.
Năm 2009 bị quại túi nước ấy. Trong quán làm ra như thật. Con chó ấy, con báo đi. Gerson Melo vào chưa? 3-1. Wow, tỷ số là 3-1 cho các cầu thủ Hải Phòng. Ai ghi bàn? Ai ghi bàn? Ai ghi bàn? Tỷ số đang là 3-1 cho các cầu thủ Hải Phòng. Ba một rồi bạn nhá. Đi quan mấy à mày, bố biết mà. Không đã nữa. Tay bỏ tao tao kẹt khủng. Các cầu thủ Nam Định vừa phải nhận một thẻ vàng. Tí nữa tắp lô nó mới dễ. Đấy mới là gu của anh Trung. Hay quá à. Vào. Bắt đi luôn. Cái đi đi về nói. Nó có quen nó xuất cao như thế. Hay quá à. Cháu cho chú mà đâu nhuồng nó nhuồng thôi. Hay quá, vẫn là Joseph Mbappe. Một tình huống phối hợp rất tốt nhưng mà lại ngu rồi. Đá ra. Ngân Hiền Hậu đang xem nữa. Chết bà mày. Một tình huống phòng ngự như cuối đầu bài của các cầu thủ Hải Phòng. Sao à? 1-3-5. Đi cẩn thận được
cái gì? Dấu tích vàng à? Bây giờ lăn ra quận mềm mai không là giả sang cái kia. Cố gắng lên làm quảng cáo. Ừ, 3 giờ sáng. Tài cái ca thôi. Đáp. Nhìn đi anh chị. Cảm ơn đồ ông ốc. Đêm nay nhỏ đáp. Ôi mà thì mẹ ông vất quá ai quá. Bác xa tổ hình quang trắng ở trên anh xui cháu thì xui mà bố nhất mày. Bác xa bác xa bác xa nghe xí bốc cơ không ạ. Bác xa bác xa bác xa tỷ số là 4-1 nghiêng về các cầu thủ Hải Phòng. Thằng nào ghi bàn? Đúng phạm. Hữu Phúc là cầu thủ ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 cho các cầu thủ Hải Phòng. Chuyện tân linh không đùa đâu. Đầu kia bắt được. Đầu kia bắt được. Malaysia mở tỷ số luôn. Đi sân Cẩm Phả mà Linh với Phan Giang đi bàn thì mạnh A này không biệt vị à? Ông đi xem nó tập ra này. Mới cổng phản xuống nhá. Thằng nào? Riêng quả đấy là thằng nào? Thằng nào? Ít mẹ nó còn được đi đá cúp châu Á, đá tiền đạo cắm ấy, mẹ tưởng à. 5-10 người, kéo vô, kéo vào sân, đó bắt tốt. Cái thằng ông bắt đi quay mặt ngược lại, sắp đi bắt chúng rồi. Hải hồi chúng công an về hướng ra Hải Phòng. Đập lại. Ui, cái gì đấy? Ôi giời ơi. Thằng 12 thằng xung 10 cũng ghét nhau mà mày nó phang nhau hai cái rồi. Cắt. 12 bên đó mà xung 10 mình cũng ghét nhau đi. Hay quá. Không giải quyết được gì. Thằng 3-2 bên đó với thằng 2-3 bên mình dắt nhau đi mà bị xem hình vũ hai thằng già. Mẹ ăn mê lô trước kia mình không sợ nhất là nó còn cái đéo gì nữa. Vướng đầu. Tính mới vừa lấy mới được vào mà. Z
Jesselin Gat của Kiến An đang xem. Vũ Hải. Thân thiết làm gì? Thay Lucifer. Cái chú ơi, chú thằng này mặc quần như kiểu che che vậy. Quần fly mà, quần cũng sổ. Tôi nhớ cả ngày hàng xay kiểu che luôn. Đấy là nó rộng, thằng này mặc che. Tân truyền cho số 4 tầm mới lợi mà. Mới lợi. Mới lợi. Mới nguyên rồi. Một tình huống tranh chấp rất tốt của các cầu thủ Hải Phòng. Thằng này vẩy mấy nữa quả đấy, nhưng toàn vào người hậu vệ. Chém. Cái mồm mày chỉ để nói ở bộ xây dựng nó nói nhiều. Thế cho mày lời tiếng. Ở đi mày nào mày quấy áo 247 nó còn tài trợ bùi mà đã cái biển nhà tài trợ chính như thế nào không? Mẹ trước năm 2018 trước trận Hoàng Anh Gia Lai buổi sáng địt mẹ kiểu cái bảng hôm bão nó rách ra địt mẹ hạ sáng vẫn còn. Thế là nghèo. Thế không có đầu tư. Làm ấy em ở đây cả buổi để hộ ông Dũng. Mẹ. Thank you.
Chuẩn bị trọng tài ơi. Hai con trâu hút nhau. Một con chết một con. Hay luôn đấy. Một tình huống bỏ lỡ cơ hội của Joseph Amadi. Đéo kèm được nó, Thanh Minh có một lồn. Địch đá hay thế mà cho đi. Địch mẹ nó kiếm được chục tỷ sao không đi? Cho mượn mỗi 1 năm 3 thằng địch lại kiếm chục tỷ. Ông mày đã được mà. May giờ mê lô nó yếu rồi thì mẹ cứ như kiểu chục năm về trước thì ăn nồn. Không khác thì chọc kia là nó đùa vào chạy. Chỉ về chuyển về thủ môn chuyển vào lòng mấy hai nó đâu. Sợi sợi. Thượng Hà tuổi đéo gì vào đây bịt mẹ ông cũng tát cho vỡ mồm. Thay hai đội hình luôn. Phản công cho các cầu thủ Hải Phòng. Nhưng cánh hay dâng đéo về. Tư.
từ nhưng mà đi con Vin tôi cảm giác cái cửa nó đéo phủ nóng toàn gì á. Đúng rồi bạn này, nó chuyện với tôi đấy. Nói thật, còn đâu hôm anh tôi đi up lại cái Vin à? Con phun con lại 18 xanh hình như hôm nay chứ vô mẹ Việt vị cố sút mà đéo vào nhục mặt. Làm lại nào, làm lại nào. Cái quạt phụ rồi, phải phết. Em đi em hỏi anh nha. Em trả làm gì kia. Thế, hai bán trả làm gì bán. Nó làm lên cái này, mình tự dưng luôn. Xong rồi, múa mình treo nguyên cái. Thế là nó dậy luôn rồi. Nó dậy luôn rồi. Gỡ phần cũng làm được 2 ngày sau. Thằng em, nó dậy tôi mà. Thằng Đức nó kéo lại. Thì có tôi bảo là... Nó làm đâu rồi, con máy làm đâu rồi. Nó dậy rồi. Dậy rồi. Không, ra không mặt tặng. Những người kiểu đặt chế độ xem đầu xem trước ấy là hay được fan cứng. Đúng rồi. Nó dậy luôn. Nó có cả xe 4 mà nó có nghĩa nó bảo là đăng ký học bằng C thôi nhưng mà vừa học cả C 4 cả. Ôi chưa tiền bằng kia đâu. Quá đắt tiền đấy. Cả xe tải cả xe 4 đều cho chạy. Lỗi rồi. Cái gì áo gì ấy? Đá mà thằng áo đen nhỉ? Vâng, thằng mày thích tăng đi buổi nào? Áo đen nhỉ? Mày đi thì nó thôi cho đi buổi đấy. Nó đủ giờ dậy đủ giờ rồi đến lúc buổi khi là mình đi. Nó bảo là học lý thuyết thì một tuần thôi mà nó không hiểu gì cả. Nó vẫn cơ hội để phát động tấn công lên thì làm sao mà nó thổi? Thằng Salo ấy tại thằng này. Gì? Em mới nói thì nó rồi. Đâu, nói đi đến đá đĩa ấy. Đá đĩa ấy, thịt mẹ mệt. Không có tiền thầy. Nhưng đâu có đá hộ bớt em. Mỗi chứng minh thôi. Không có đi lục cái ảnh. Như tôi học nhé. Đi mấy áo vui ảnh đấy, xử lý quả hay đấy. Không phải tiền thầy, đá xong mà mới... Đâu, 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 đâu. Khi thì mình mất tiền đấy thôi. Còn đâu là bây giờ... Tại có lấy số không? Tí nữa về nhắn tin hỏi xong rồi bắt đầu đi học rồi bắt đầu lấy. Bắt đầu hỏi đi đấy đấy, vào giải đá như buổi căng. Đâu được? Bố trí học thứ tận hay là ngày thường? Tỷ số vẫn đang là 4-1 nghiêng về Hải Phòng. Mà hồ sơ anh có cái đéo gì đâu, ứ đấy. Tôi bảo nó qua lấy, xong mà học, tôi thấy nó phản lại. Tôi về
đi bộ cân trái. Ừ, ta bảo là nó đi học xa xa. Ừ, nó không theo giờ, khi nào thì không bảo nó ấy. Không chí, đi đủ đi. Không phải tối vào đây học buổi tối không? Có. Tài đó, đi làm ca. Alo, tôi thì làm ca gần này luôn. Có Martino nhưng Hùng Anh không đá nha. Ba gan. Không đi mày ăn Hải Phòng mình. Hải Phòng mình mỗi lần đi bạn chúng mày xem quay lại clip mà xem tôi liền tôi chơi một cái con chim lạ là kiểu đéo gì lúc lần đi bạn. Trong nó sẽ chỉ là chim lạ đấy. Nó thông báo cho đội khách là thì ra mày muốn chọn cái chết. Một pha chọc khe nhưng không ra nước. Thì anh không biết nơi gì cả.
Nhưng mà chuyện của đấy Việt vị mẹ còn đâu nữa. Trước thì không chính mày đi. Cái hôm đá SEA Games mà trước này mình thử xe ở ở đây chỉ có Liên Du chuyển rồi. Rất là thấy đắt rồi. Cái xe này lít. Tỷ số là 5-1 nghiêng về các cầu thủ Hải Phòng. Người ghi bàn thắng thứ 5 cho các cầu thủ Hải Phòng là Joseph Emande. Gắt làm được quả đấy. Thôi làm gì đúng bia đi. Thôi nghỉ đi. Nghỉ đi. Đúng bia đi. Nghỉ đi ra đầu sân. Nguyệt. Mày tắm đi. Kết thúc trận đấu, các cầu thủ Hải Phòng đã giành chiến thắng trước các cầu thủ Nam Định với tỷ số 5-1. Đủ luôn đấy, 4 phút đấu. Anh thanh niên lên đây. Rách áo là biểu tượng áo. Có mũ chưa? Hả? Có mũ chưa? Chưa. Chú cầm mẹ mũ em đi. Thế về thì mẹ công an bắt tao sao? Không, toàn đấy không có công an. Về thì lại đến dưới đây nhà em.